走走停停，像在沉沦的迷宫，仿佛这样不由衷。为什么拥有反而越是痛，只剩下两手空空。也许躲藏的难过忘了对我说，孤独贯穿了生活，人生像闹剧，卷入迷失漩涡，又困进沙漠，怎么逃脱？原来命运的捉弄，常常忘了对我说，谅解总偏爱挥霍。Đời này có em. Tập 10. Em từng là nàng công chúa của anh, là người anh sẵn sàng hy sinh tất cả để em làm nàng công chúa duy nhất trong thế giới của anh. Nhưng đã không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Các em xem, thời gian trôi nhanh thật đấy. Ai ai cũng thành danh hết rồi. Nhìn Đàm Tĩnh với Nhiếp Vũ Thịnh xem, nghe nói yêu nhau từ thời đại học, đến bây giờ vẫn ở bên nhau. Thầy cũng thấy mừng cho các em. Không đâu ạ, em thực ra chuyện lâu rồi thầy ơi. Dân, bọn em chia tay lâu rồi ạ. Thầy ơi, chị mới nói đó, mấy thầy trò mình cứ phải thường xuyên tụ tập, trai tài gái sắc năm nào, bây giờ đều đã có nơi có chốn riêng rồi. Bây giờ Đàm Tĩnh còn có cả con rồi cơ. Tiếc quá. Phải không ạ? À? Đúng là thật không ngờ. Không ngờ cái gì? Em nói thầy nghe, thầy không ngờ hôm nay Đàm Tĩnh còn mang cả bánh kem đến đúng không? Mang ra ăn thử đi. À ừ đúng rồi. Chỗ bạn bè tôi nói thật, bánh kem này là bạn tôi làm đấy. Bánh kem của tiệm cậu ấy mở ngon lắm. Nếu các cậu thích thì bên trên có cả địa chỉ lẫn số điện thoại, có gì ủng hộ nhé. À còn nữa, hôm nay tôi mang theo nhiều phiếu giảm giá lắm. Cầm giúp tôi với, giúp một tay đi. Bánh kem Tĩnh Tĩnh mang đến nè, mỗi người một miếng ăn thử đi. Cậu nhờ phục vụ cắt cho. Muốn chia à? Chia chia. Này cô phục vụ, chia cho mọi người. Chạy dân, cô cắt ra giúp tôi. Lương Thiên chia đi. Nào nào, cho tôi xin hai phiếu đi. Cho tôi hai phiếu. Đàm Tĩnh à, bánh kem của cậu không có chất phụ gia đấy chứ? Từ nhỏ tôi đã không ăn đồ chứa chất phụ gia rồi, cậu biết mà đúng không? Thôi bà ơi, ăn thôi mà, cậu kỳ ghê thế. Dù thôi mà, cậu ăn bánh kem có chất phụ gia từ nhỏ mà tôi cũng không thấy. Cậu bây giờ có gì ghê gớm? Bây giờ da tôi đẹp rồi nhé, cậu không thấy à? Thế thì ăn nhiều chất phụ gia vào. Đúng là tôi ngủ trong chất bảo quản đây này. Nếu phải chú ý thì vẫn phải chú ý đến con cái kìa. Lát nữa tôi về sớm, mày phải đưa con đi tham gia một cuộc thi piano. Thật hả? Ừ. Con cậu mấy tuổi rồi? 2 năm trước tôi gặp thằng bé, giờ chắc lớn bổng rồi nhỉ? Giờ nó cao lắm, cao hơn cả tôi ấy. Chiều cao cứ gọi là tăng dùng dục. Trẻ con lớn nhanh mà. Tôi đăng ký cho nó một lớp học cưỡi ngựa. Thật á? Cưỡi ngựa to hay ngựa nhỏ? Ngựa có đắt không? Ngựa to. Lần sau dẫn cậu đi cùng cho biết được chưa? Lớp mình đưa thầy đi cưỡi ngựa được không? Thôi đi ông. Đàm Tĩnh, con cậu thì sao? Đi cùng nhé. Phải đấy, đúng lúc bọn mình hẹn nhau một buổi trà chiều luôn. Được đấy, đi cùng nhé. Được, đi gì mà đi? Học cưỡi ngựa ấy à? Học kỹ thuật số còn chưa thông lại còn cho học cưỡi ngựa. Nâng ly nào thầy ơi, nào uống rượu. Bên kia ơi, đây đây đây, mời thầy ạ, mời thầy ạ. Các cậu có tí thành ý nào không vậy? Mời thầy mà không sang đây mời. Cửa đại diện sang, cửa đại diện sang đi. Thầy nhìn cái bọn bất hiếu kia kìa, đứa nào có thành ý gì cả. Không cần sang đâu, không cần sang đâu. Cạn nhé, cạn nhé. Cạn, cạn, cạn. Ông ơi,
cậu bạn nhỏ. Cháu tên là gì? Cháu tên là Trương Tuấn Hy. Trương Tuấn Hy à? Cháu tìm ông hả? Đứa nhỏ này ở đâu ra thế à? Bạn nhỏ, cháu từ... Nhanh lên, đừng làm nó sợ. Lại đây, tôi xin lỗi, thằng bé đi nhầm phòng. Không sao, làm phiền rồi. Không sao, cháu chào ông ạ. À. Ông chào cháu, rồi. Chào cháu. Ôi trời ạ. À. Đánh thức anh rồi phải không? Bác sĩ bảo là anh vừa quá trị xong, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Anh thấy thế nào? Người thì khó chịu. Nhưng thằng bé kia vừa xoa mặt tôi một cái, tôi thấy ấm lòng hẳn lên. Bây giờ tôi biết thế nào là an ủi, thế nào là hạnh phúc rồi. Nghe anh nói kìa, Tiểu Nhiếp giờ đã có bạn gái chính thức rồi. Anh còn sợ không được bé cháu trai chắc. Không khéo vài năm nữa thôi, sinh liền cho anh 2-3 đứa cũng nên. Tôi không trông mong gì nữa rồi. Chỉ cần nó và Thư Cầm sống êm ấm với nhau, không gây thêm chuyện cho tôi là được rồi. Ông nội ơi. Nào tôi cạn một ly. Tôi mời một người. Tất cả yên lặng để tôi mời nhé. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ người này. Ai? Ai vậy? Người này không phải ai khác, mà chính là cậu Nhiếp Vũ Thịnh. Tại sao tôi không ngưỡng mộ gì khác, chỉ ngưỡng mộ tương lai sau này của cậu ấy, vì đã theo đuổi Tỉnh Tỉnh thành công. Phải không? Tôi nói cậu nghe. Đừng nói nữa, tôi uống. Năm, cậu chờ tôi nói xong đã rồi uống. Năm xưa tôi đứt ruột hy sinh, nhưng Tỉnh Tỉnh của chúng ta, nữ thần của tôi cho cậu. Cậu làm ăn thế nào, không nắm chặt cơ hội, không biết đường trân trọng, có đúng không? Làm thế nào lại thành, đáng tiếc anh không phải người cuối cùng ở bên em, cái cậu này lại còn hát nữa. Thế quái nào mà bạn cùng bàn cậu đây, cuối cùng lại bị người khác khoác váy cưới lên vậy? Bút mực ai cho, phải không họa sĩ, phải không Mã Lương? Không thì tôi đã vẽ được cả tranh rồi. Hồi xưa Đại Thịnh quay biết bao đúng không? Vì Tỉnh Tỉnh mà đánh nhau với người khác. Thầy ơi, em vẫn nhớ, còn bị thầy xử phạt nữa đúng không? Hình như có chuyện này. Đúng, hình như thế. Các cậu có nhớ vụ kinh điển nhất không? Vụ đó ấy, vụ nào? Tôi biết rồi, là cái vụ trả tiền phòng visa. Đúng rồi, tôi cũng nhớ ra rồi. Đúng, trả tiền phòng visa. Tỉnh Tỉnh của chúng ta dứt khoát từ chối thẳng thừng. Dương Sao Băng phiên bản đương đại. Tôi mời một ly. Uống đi. Thầy cũng uống đi ạ. À? Cùng đi với thầy nào. Rót cho tôi một chút. Có ngay. Hết mình luôn. Ai uống thi không? Tôi với cậu uống thi. Đây. Nào. Đàm Tĩnh, con cậu đâu? Là đứa trông hơi gầy ấy. Sao cậu lại đổi sang ly to thế? Thật đấy, có thể gói mang về không? Đương nhiên. Thật không? Giống bố thằng bé nhỉ? Phải, đúng không? Nào. Chúng ta cũng uống một ly đi. Ông bố đáng kính.
Mẹ ơi, con sợ, sợ lắm. Mẹ ơi, ôm. Mẹ ơi, con sợ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bệnh nhân Tôn Bình, 6 tuổi, giường số 39, bệnh tim bẩm sinh, giai đoạn CHD5. Phải theo dõi sát sao chỉ số oxy trong máu của bệnh nhân giường số 6. Nếu chỉ số bình thường thì có thể phẫu thuật rồi. Chân thưa chủ nhiệm, hôm nay chủ nhiệm đằng đằng sát khí, nhiếp chủ Thịnh sắp gặp xui xẻo rồi. Chủ nhiệm, tình trạng của Nguyên Nguyên là như vậy. Trước mắt đã dừng cả hai loại thuốc, Labidorel và Warfarin rồi à? Tất cả các chỉ số đều bình thường. Nếu không có vấn đề gì thì có thể sắp xếp phẫu thuật được rồi. Đáng yêu quá. Cảm ơn bác sĩ. Chủ nhiệm, chào cô. Cháu đang xem gì thế? Chủ nhiệm, đây là chữ của ai? Viết cho ai xem? Giỏi thật, trồng bay phượng múa. Thế này nếu đọc nhầm thì sao? Đây là bệnh nhân thuộc dự án Simon phải không? Dân, hiện tại dự án tiến triển đến đâu rồi? Dự án do cậu lập ra, bệnh nhân là cậu chỉ định, giờ mọi sự đã sẵn sàng. Chỉ thiếu mỗi gió đông là cậu. Mà cậu thì thế này đây. Có hợp lý không hả? Chủ nhiệm, 4 giờ sáng nay bệnh nhân giường số 7 đeo máy thở oxy. Thầy có muốn qua đó xem y lệnh không ạ? Qua đó xem. Không liên quan gì đến Đàm Tĩnh. Đám người ấy muốn tìm em. Người có lỗi cũng chỉ có một mình em. Nếu muốn phạt thì xin hãy phạt một mình em thôi. Em sắp thi đại học đến nơi rồi. Em có cần xuất tiến cử thẳng lên đại học nữa không thế? Tối qua, bác sĩ Nhiếp, tôi vô cùng biết ơn anh vì đã liên tục xúc tiến dự án này. Đối với tôi, quan trọng nhất là phẫu thuật cho thằng bé. Về chuyện này, muộn nhất là khi nào tôi phải cho anh câu trả lời. Muộn nhất ngày mai.
Cậu không ra thể thống gì cả, khoa ngoại tim mạch. Cả ngày cứ lơ ma lơ mơ, bản thân đang làm gì cũng không biết. Tôi hỏi cậu, bệnh nhân Tôn Bình kia có quan hệ gì với cậu? Đi 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 đi, em không có quan hệ gì với thằng bé. Chỉ là hoàn cảnh gia đình thằng bé không tốt. Cậu gọi điện lên cả phòng phẫu thuật khẩn cấp rồi. Em quên mất, quên mất. Cậu nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Thế ca phẫu thuật của cậu có quên không? Dạo này cậu làm gì kiểu gì vậy? Cả ngày trông cứ nặng nề tâm sự. Rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu còn tiếp tục thế này, sớm muộn gì cậu cũng gây ra rắc rối lớn. Cậu tự kiểm điểm lại mình đi. Tức ngực quanh năm, đau thắt ngực. Tức ngực quanh năm với đau thắt ngực, nó là... Đừng nản lòng. Tính chủ nhiệm thế nào chúng ta đều biết mà, đúng không? Ừ thì thương cho roi cho giọt mà. Với anh mới thế thôi, chứ nếu là bọn tôi thì thầy ấy còn lâu mới để ý đến, có phải không? Anh nhìn tôi đây này, bao nhiêu năm nay mong thầy ấy mắng một lần mà không được. Hàng đêm kiểm điểm chính mình, lòng đau như cắt. Chẳng là bệnh của bố anh bọn tôi đều biết rồi. Đừng lo lắng quá. Cảm ơn mọi người. Dạo này đúng là tôi hơi gián đầu thật. Tôi nói chứ, ai gặp chuyện này mà chẳng gián đầu, đúng vậy, đúng không? Đúng đúng. Thế này đi, ca trực đêm tối mai, tôi trực thay anh. Anh trực ca sáng ngày kia của tôi, bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đi, cảm ơn. Cảm ơn chị chứ. Tuần trước vợ tôi khám thai, không phải anh trực ban thay tôi thì là ai? Đúng không? Bác sĩ Nhiếp, có một em nhỏ bị rơi ở công trường, bị bốn thanh thép xuyên vào người, có một thanh đâm vào tim. Anh mau đi xem thế nào đi ạ. Thành phố xảy ra một tai nạn nghiêm trọng. Một bé trai tên Phong Phong, 8 tuổi, bị bốn thanh thép đâm vào người ở công trường. Hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện Trường Phổ của thành phố. Tình hình lúc này không lạc quan cho lắm. Cư xương ức. Bác sĩ gây mê dừng hô hấp, dân. Đã dừng hô hấp. Bắt buộc phải phẫu thuật cấp cứu, ngoài tim mạch. Nhìn từ bên này có vẻ là một thanh thép. Có lẽ vậy, phần tôi nói là hiện tại nhìn cái này có vẻ như, và những phần xung quanh nó, banh lồng ngực. Bên này là thông tin của cậu bé. Nhất là những trường hợp cấp tính kiểu này, xuất huyết ít, lồng ngực có máu tụ. May mà chưa đâm vào tim. Xuất huyết, gây mê, chú ý huyết áp, nhịp tim, dân. Thay găng tay. Khâu, chỉ khâu 4 ô. Cắt chỉ, xịt nước. Xin hỏi bác sĩ điều trị chính cho cậu bé Phong Phong là ai? Tình hình cậu bé hiện giờ thế nào? Các anh có tự tin sẽ chữa khỏi cho cậu bé Phong Phong không? Tự tin thì chắc chắn có rồi. Quan trọng là giờ cậu bé đang được cấp cứu bên trong. Đợi khi chúng tôi có thông tin chính thức sẽ thông báo sau. Đúng vậy, mọi người đều rất quan tâm đến chuyện này. Mong anh nói rõ thêm đôi chút. Con xem, dễ lông mi lên. Là giống đôi mắt ngay thôi, đúng không? Đợi lát nữa tô màu đen lên. Daisy, Vicky, sao cô lại đến đây? Tôi đến thăm cô.
Thằng bé thế nào rồi? Cũng ổn. Tôi đặt đồ ở đây nhé. Cảm ơn. Tôi mượn cái ghế nhé. Được, cảm ơn. Ngồi đi. Ừ. Xin chào Bình Bình. Con gọi là chị. Em chào chị. Gọi cô đi. Thật ngại quá. Tôi mới vào làm đã liên tục xin nghỉ. Thật sự xin lỗi. Đừng nói như vậy. Tầm này con cái là quan trọng nhất. Cô đừng nghĩ gì cả. Với lại đằng nào bây giờ sếp Thịnh cũng đang nằm viện. Theo lý mà nói, giống vậy cô cũng phải làm việc ở trong bệnh viện mà. Đúng rồi. Đây là chút tấm lòng của công ty. Vì cô còn chưa được nhận chính thức. Nếu không thì tiền viện phí của thằng bé sẽ được bảo hiểm y tế thương mại thanh toán cho một phần. Cái này là của cá nhân tôi. Cô đừng từ chối đấy nhé. Cầm lấy. Cầm cả đi. Cầm lấy. Được, cảm ơn. Cô bệnh đấy à? Khéo tay thật đấy. Phong tục ở quê tôi, nếu nhà có người bị bệnh hay đi đâu xa, thắt một sợi dây đỏ do người thân bệnh cho người đó. Dù đường đi có xa cỡ nào cũng sẽ không đi lạc. Bình Bình sắp phải làm phẫu thuật rồi. Tôi làm vậy cũng chỉ mong may mắn. Đúng là mỗi vùng một phong tục khác nhau. Quê cô ở đâu vậy? Ninh An, một thành phố nhỏ thôi, nằm ngay phía dưới Giang Thành. Ninh An, tôi có nghe qua rồi. Hoa phượng ở đó rất nổi tiếng. Tiếc là chưa được đi. Gần trường cấp 3 tôi học, có một khu toàn hoa phượng. Vào mùa hoa nở nhìn như một ngọn lửa đỏ rực. Rất đông người đến đó để chụp ảnh chiêm ngưỡng. Cô thật sự nên thử đến đó một lần. Có cơ hội nhất định sẽ đi xem. Đúng rồi, là trường nào thế? Trung học số 4. Trung học số 4. Trung học số 4 Ninh An. Vậy cô là bạn cùng trường với Nhiếp Vũ Thịnh rồi. Anh ấy cũng học trường trung học số 4 Ninh An. Vậy sao? Có thể là chúng tôi không cùng khóa. Tình cờ thật đấy. Nhiếp Vũ Thịnh lúc nào cũng khoác lác với tôi. Anh ấy là nhân vật nổi tiếng trong trường. Cả trường không ai là không biết anh ấy. Xem ra cũng là chém gió thôi. Nào, bác sĩ Nhiếp, anh xem có cần điều chỉnh gì đơn thuốc cho bệnh nhân Simon không? Người nhà bệnh nhân này cũng không biết khi nào mới đưa ra quyết định rốt cuộc có phẫu thuật hay không nữa. Bệnh nhân nhí đó ngoan lắm, nhìn thôi đã thấy mến rồi. Được, bác sĩ Nhiếp, bạn gái đến rồi kìa. Em cũng rất bận mà, không cần suốt ngày chạy đến bệnh viện đâu. Đành chịu thôi, ai bảo con người em đầy trách nhiệm đến thế. Mùi vị thế nào? Ngon lắm. Ăn nhiều vào nhé. Chúng ta quyên góp chút tiền cho cậu bé đó đi. Sao tự dưng lại muốn quyên góp tiền? Tội nghiệp biết bao. Đứa bé tí tuổi đầu đã phải chịu đựng nỗi đau lớn như thế. Em thích thì quyên đi. Tóm lại anh sẽ không bao giờ cho cô ta tiền nữa. Cho tiền nữa? Anh từng quyên góp rồi à? Em nói anh nghe. Bốn thanh thép. Bốn thanh đó. Mới nghe thôi con tim em đã rung lẩy bẩy rồi. Em đang nói đến đứa bé ngã từ trên công trường xuống đấy à? Đúng vậy. Những trẻ em thiếu sự trông nom của cha mẹ thời nay thật đáng thương. Anh ăn đi nhé. Lát nữa hai chúng ta cùng đến thăm bác Nhiếp. Hoa phượng ở đó quả thực rất đẹp. Có cơ hội có thể đến đó xem. Khu văn phòng. Chào bác sĩ Nhiếp. Đi ăn cơm à? Khu khám bệnh. Đi ăn cơm à? Đằng sau phòng khám có căng tin. Trứng xào cà chua 8 tệ một phần. Trứng xào cà chua. Cuối cùng em cũng nghĩ ra điều bất thường nằm ở đâu rồi. Xảy ra một chuyện rất thần kỳ. Em vừa tình cờ gặp bác sĩ Nhiếp và bạn gái anh ấy. Anh ấy nói với em đằng sau phòng khám có một căng tin.
bán trứng xào cà chua 8 tệ một phần. Chị nói xem sao anh ấy lại biết em định mua trứng xào cà chua. Những lúc không buồn ăn, chị chỉ nuốt được mỗi món này. Có phải bác sĩ Nhiếp rất thần thánh phải không? Chị có nghe em nói không vậy? Nhìn món này, chị lại nhớ hồi mình mang thai. Không nuốt nổi cái gì, ăn cái gì cũng nôn. Để có đủ dinh dưỡng, chị còn ép bản thân bữa nào cũng phải ăn trứng xào cà chua. Vấn đề không phải là cái đó, vấn đề là sao bác sĩ Nhiếp lại biết chị thích ăn trứng xào cà chua. Em ăn thêm nữa đi. Em không ăn nữa. Nói chuyện với chị mà như người mất hồn ấy. Em đi lấy nước đây. Hơi lạ đó nha Nhiếp Vũ Thịnh. Sao thế? Sao anh biết vừa nãy người nhà bệnh nhân định đi mua trứng xào cà chua? Anh còn chẳng bao giờ ăn món đó. Hơn nữa còn cực kỳ ghét tất cả những thứ có liên quan đến cà chua. Đồng thời, trước đây nếu có người chào hỏi anh, cùng lắm anh gật đầu cái cho xong chuyện. Hôm nay sao lại nói nhiều thế? Có gì sai sai nha? Bên trong hộp cơm người ta xách lộ rõ màu vàng màu đỏ, không phải trứng xào cà chua thì là gì? Không ngờ đó, quan sát rất nhạy bén đấy. Anh là bác sĩ khoa ngoại, đây là bản năng nghề nghiệp của anh. Thôi được, bác sĩ Nhiếp lại khiến em bái phục anh thêm một chút xíu nữa. Canh táo đỏ này bổ khí huyết, bác ăn nhiều vào chút. Mặc dù không muốn ăn, nhưng là cháu hầm nên bác phải ăn chứ, thích ăn thì tốt ạ. Đừng nhìn nữa, chưa chết ngay được đâu. Với lại con có ở khoa này đâu, không giúp được gì đâu. Con vẫn hiểu được mấy thứ cơ bản. Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trong thành phố. Một cậu bé 8 tuổi tên Phong Phong bị 4 thanh thép chọc xuyên cơ thể ở nhà máy. Hiện tại vẫn chưa rõ tình hình. Mấy ngày trước cậu bé Phong Phong gặp tai nạn ở công trường, bị thanh thép xuyên qua gây nguy hiểm tính mạng. Chẳng phải ở bệnh viện con à? Trải qua ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ do đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp bệnh viện Trường Phổ thực hiện, tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Phụ huynh trông con cái kiểu gì thế? Sao lại đưa con đến chỗ công trường? Còn nữa như này, quản lý công trường làm việc kiểu gì thế? Loạn hết cả lên. Cậu bé Phong Phong trải qua phẫu thuật, quản lý công trường đúng là có vấn đề. Đáng lẽ không được cho trẻ chi thành niên vào, hơn nữa còn chẳng đội mũ bảo hộ. Cả khoa ngoại của Nhiếp Vũ Thịnh bận rộn nguyên một ngày, đích thân anh ấy đã cầm dao thực hiện phẫu thuật tim ngực. Cả một thanh thép dài như thế sượt qua tim. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, bác nói xem có đáng sợ không? Còn làm đấy à? Chữa khỏi chưa? Còn phải xem may mắn nữa. Qua được đêm nay, tình hình sẽ lạc quan hơn chút. Đúng rồi. Tiền thuốc men của thằng bé hết bao nhiêu? Còn phải xem cậu bé ấy ở lại bao lâu. Chi phí nằm phòng ICU cộng thêm chi phí phẫu thuật cấp cứu ban đầu. Còn nói với chủ nhiệm của các con, bố sẽ thanh toán toàn bộ tiền thuốc men cho thằng bé. Mọi người hãy yên tâm chữa bệnh cho nó đi. Sao? Nhìn gì thế? Đến bây giờ, bố mới hiểu tiền là gì, mạng sống là gì. Tiền là thứ lạnh lẽo, còn con người lại có hơi ấm. Kiếm được nhiều tiền rồi, nếu chỉ để tiêu cho bản thân, đó gọi là ích kỷ. Cũng mất đi ý nghĩa vốn có của đồng tiền. Bây giờ có tiền rồi, nếu có thể cứu được ai thì cứ cứu đi. Cũng xem như tích đức cho mình. Xem bố có thể sống thêm được mấy năm nữa. Bác Nhiếp không được bi quan đâu đấy. Chuyên gia của chúng ta đã nói rồi mà. Cứ theo như phương án điều trị hiện tại,
ít nhất cũng phải được 8 năm, 10 năm nữa. Hơn nữa trong nước, ngoài nước, ngày nào cũng nghiên cứu thuốc mới. Chúng ta cứ tạm chữa thế đã. Không chừng ngày nào đó thuốc mới ra đời, lại khỏi hẳn ngay thì sao? Trước đây bác luôn cảm thấy suy nghĩ của mình khác với mọi người. Thậm chí đến lúc già cũng vẫn khác. Nhưng từ khi vào viện làm quá trị, lúc này đây bác mới hiểu ra. Thực ra khi con người ta già đi, sẽ đều có chung suy nghĩ. Có thể già đi rồi nghỉ hưu, ở nhà không có việc gì thì chăm cháu. Đó mới là niềm hạnh phúc lớn lao. Bố đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, cố gắng phối hợp điều trị. Tuần sau còn phải họp hội đồng quản trị nữa. Đúng rồi, làm hộ bố hai việc này. Một là gọi điện cho sếp Tưởng bên bất động sản, nói với ông ấy, báo với chủ nhiệm công trình, tăng cường thêm cách quản lý công trường xây dựng. Hai là bảo thư ký Toàn mau chóng đến bệnh viện thanh toán tiền thuốc men đó đi. Con không có số điện thoại của sếp Tưởng. Thế con không biết gọi điện thoại hỏi thư ký Toàn à? Gọi một cuộc điện thoại thôi cũng không biết. Không phải bố bắt con gọi hai cuộc liền à? Cười gì thế? Em cười, Tôn Ngộ Không có bản lĩnh đến mấy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Em đang nói bố anh à? Đúng thế. Bác bảo anh gọi điện là anh gọi điện. Anh có từng nghĩ lấy tư cách gì để gọi cú điện thoại này không? Còn tư cách gì được nữa thì con trai ông ấy thôi. Em đoán sếp Tưởng đó hôm nay nhất định sẽ cực kỳ khách sáo với anh. Không đến mức cực kỳ khách sáo đâu. Chỉ là anh không hiểu ông ấy nói tháng hội thi an toàn công trường chi nhánh toàn quốc gì gì đó. Ông ấy hỏi anh phải làm gì, anh nói thì ông xem rồi tự quyết thôi. Người ta coi anh là người kế vị, tất nhiên là phải hỏi ý kiến anh rồi. Anh còn bảo người ta tự giải quyết. Gặp phải lãnh đạo như anh đúng là giám đốc điều hành cũng thật khó làm quá đi. Anh chỉ gọi giùm bố anh một cuộc điện thoại thôi. Anh làm thái tử giám quốc đến nơi rồi mà chính anh vẫn mơ mơ hồ hồ thế này. Bố anh đã nói rồi, ông ấy không ép buộc anh. Vậy Đông Diễn phải làm sao? Nói câu không nên lời. Nếu như bác Nhiếp có bất trắc gì, lẽ nào anh định nói với tất cả cổ đông là tôi không hiểu, tôi mặc kệ à? Không đâu, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Ít nhất là trong một vài năm tới. Thế nên bác mới đang lo trước tính sao cho anh đấy. Nhiếp Vũ Thịnh, anh hãy chấp nhận số phận đi. Ai bảo anh là con một chứ? Anh không phải con một. Bố anh còn một cậu con trai nữa. Nên có một thời gian anh đã nghĩ là sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Chuyện này anh chỉ mới nói với một người mà thôi. Anh tưởng ông ấy yêu mẹ anh. Ngày mẹ anh chết, ông cũng đã rất đau buồn. Thế nên sau đó ông ấy có người phụ nữ khác. Anh chưa từng trách ông ấy, vì anh biết mẹ anh đã chết rồi. Nhưng anh đã gặp người phụ nữ đó, anh cũng đã gặp đứa bé đó. Anh ta lớn hơn anh 3 tuổi. Anh thấy thật ghê tởm. Rốt cuộc điều gì mới là thật? Ông ta đối với mẹ anh, đối với anh, em là thật. Cho dù mọi thứ đều là giả, Đàm Tĩnh em đối với Nhiếp Vũ Thịnh anh là thật. Em thật lòng với anh.
em thật lòng với anh. Tự nói là thật, thông thường mới là giả. Thực ra anh rất may mắn. Rất nhiều người cả đời này cũng không gặp được người khắc cốt ghi tâm, một lòng một dạ tin tưởng. Ít nhất anh cũng đã gặp rồi. Kể cả sau đó phải chịu tổn thương, ít nhất anh cũng đã từng có được. Anh đừng trách cứ bố anh. Thực ra ông không hề làm việc gì có lỗi với anh, ngược lại là có lỗi với một đứa trẻ khác. Đã qua cả rồi. Thực ra nói ra được cũng nhẹ nhõm lắm. Nào, Mã Tiểu Thiến giường số 38. Được rồi, Tôn Bình giường số 39. Dân cảm ơn. Nguyên Nguyên xuất viện rồi à? Hôm nay lên bàn phẫu thuật, còn chưa ra. Đàm Tĩnh, sinh nhật 29 tháng 10, điện thoại 1354857, tốt nghiệp trường trung học số 4 thành phố Ninh An. Anh không tổ chức sinh nhật. Em biết mà, anh sinh cùng ngày với cô bạn gái cũ đó. Từ sau khi chia tay, anh không còn tổ chức sinh nhật lần nào nữa. Sếp à, chị nói xem em có phải nhân viên giỏi Trung Quốc không? Từ lúc vào làm đến giờ chưa xin nghỉ ngày nào. Thế thì sao? Chị xem đi, đây là báo cáo nghỉ phép của Daisy, người được sếp Thịnh đặt cách tuyển dụng. Mời chị đọc rồi ký tên. Còn chưa qua cả kỳ thử việc đã xin nghỉ phép lâu như thế, quả nhiên là được đặt cách. Chị nói xem, không phải chị ta vừa về là được nhận vào chính thức đấy chứ? Cũng không hẳn là không có khả năng này. Thời gian đi hóng chuyện người khác để dành cho công việc thì hơn đấy. Người tiếp theo được đặt cách đề bạt chính là cô đấy. Em cũng chỉ nói vậy thôi mà. Muốn hóng chuyện thật à? Ra cửa trẻ tay trái, phòng trà nước, thánh địa hóng hớt chuyện nhân gian. Mời tìm hiểu. Mau đi rót cà phê cho tôi đi. Nhớ là nghe nhiều nói ít, giữ kín cái miệng cô đấy. Chào sếp Nhiếp. Tôn Chí Quân, còn nhớ chứ? Nạn nhân trong vụ tai nạn công trình của công ty chúng ta 7 năm trước đó. Đừng sợ, hôm nay tôi không đến gây rối đâu. Vẫn là chuyện bồi thường thôi. Đây là giấy chẩn đoán bệnh viện kê cho tôi. Theo như quy định của nhà nước, tôi thuộc dạng tai nạn lao động. Anh đừng chặn xe thế. Không phải, người quen chúng tôi nói xong sẽ đi. Được không, đi ngay đây. Theo quy định nhà nước, đây thuộc dạng tai nạn lao động. Tôi bị tai nạn lao động. Đừng động vào tôi. Chuyện gì thế? Đừng động vào tôi. Thả tôi ra. Nhiếp Đông Diễn, Nhiếp Đông Diễn xuống đây. Nhiếp Đông Diễn lại đây cho tôi. Ông đây tuyệt đường con gái rồi. Ông sẽ gặp quả báo thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
知道。